chào bà con, thì hôm nay mình quay clip cho bà con xem về cái quy trình mà thu hoạch vải ở Buôn Hồ Đắk Lắk. Thì cái đây là cái vườn vải mà hôm trước mình quay bà con xem, mà lúc mà mình nói kỹ thuật mà siết gốc á, cho cái vải ra hoa với cái đám vải bữa trước á, thì hôm nay mình quay cảnh mà bà con nông dân đang thu hoạch. Thì năm nay á, vải rất là được giá ở Tây Nguyên, thì vải nó rất là ngọt và thơm, thì giống vải này vải thiều. Thì qua clip này mình quay toàn bộ về cái quy trình mà bà con đang tiến hành thu hoạch vải và đóng gói tại vườn luôn. Thì năm nay vải thì được 40 nghìn một ký, lấy buông vào tận vườn là cắt luôn. Đó, bà con xem nè, vải rất là to và đều và đẹp, chùm này lấy cũng đẹp hết. Thì với cái mô hình ở vườn vải này thì lượng bông hôm trước và lượng trái hôm nay á, thì các bạn thấy á, khả năng đậu là gần 70% mà đậu hết, lượng bông đậu rất là nhiều và sai. Thì với đám vải này bà con cứ nhìn hết về cái toàn bộ mình quay thì thấy rất là thích. Thì những cái phần mà mình quay hết cái vườn vải thì nằm ở phía sau clip. Thì ở những đoạn đầu này mình quay cho bà con xem về quy trình thu hoạch và đóng gói. Thì bà con nông dân rất là phấn khởi khi mà một mùa vải được giá và được mùa năng suất như thế này. Cái việc trồng vải ở Đắk Lắk chúng ta nói chung là nó rất là khó đối với cái việc mà cho nó ra hoa và đậu trái đúng thời vụ, rất là khó. Còn sau khi chúng ta nắm được cái kỹ thuật của nó thì chúng ta làm năm nào hầu như là 70-80% là đậu quả và đậu hoa hết. Đó, bà con xem nè, toàn bộ vải thu về và đóng thùng tại chỗ luôn cho bà con gửi hàng đi luôn. Thì vải này mình ăn rất là ngọt. Đầu tiên vào cứ thấy quả đỏ là mình hái thôi, đâu nghĩ đỏ là ngọt đâu. Nhưng thật chất đỏ nhưng phải đỏ nâu. Có một số trong vườn này có một số cây á, là trái đỏ, lúc còn non mà dần đổ già rất là đỏ. Mình tưởng là chín nên mình hái, mình chắc hái ra ăn thì đâu có ngon đâu, dù lè. Nhưng mà qua một lần tư vấn của nông dân á, thì kêu vải này rất là ngon nếu mà chúng ta để nó có màu nâu đen, gần nâu đen, đỏ nâu luôn á. Ăn rất là ngọt, không có chua. Thì giống vải này giống vải thiều nên rất là ngọt. Và quy trình đóng gói thì một thùng này được 40 kg. Đó là con xem nông dân ta rất là kỹ càng với vải này. Thì với vườn vải này á, thì toàn bộ là vườn vải sạch, toàn bộ là thuốc sinh học, không có một chút gọi là hóa học. Thì nông dân này tư vấn và mình được quay trực tiếp tại vườn thì số thông tin nông dân cho xem và cho biết như thế. Thì qua clip này bà con cứ xem hết clip và đăng ký kênh về quy trình và cái cách thu hoạch vải. Thì còn ở phía sau là mình quay toàn bộ về cái vườn vải mà có trái. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi.